À, xin chào các bạn nha. Hôm nay hai bố con mình sẽ giới thiệu với các bạn món đồ chơi pizza. Đây là một chiếc bàn pizza chơi tại nhà và chúng ta sẽ có hai cây gậy, một bộ bóng và một cái để xếp bi. Đó, này có chân để xếp lên cao này. Đây mình hai bố con mình đã bóc cái bàn pizza này ra này này. Rồi hai bố con mình chơi thử cho các bạn xem nha. Đó, nó có cái này để xếp những viên bi này với nhau. Mình sẽ xếp cái đầu này nhọn về phía trước. Bi chủ để đằng này, nhấc cái này này. Đó. Các bạn biết chơi pizza không? Hai ngón này để lại với nhau này. Đó. Bên này chọc này, nhủ nhủ này ngắm bắn này, 1, 2, 3. Rồi chơi bên nào rô. Rồi bên này sát này. Một viên, tuyệt vời không mặt trời chưa? Kế tiếp mình nhắm tiếp bên nào? Viên số 9. Ngày xưa mình cũng là một cơ thủ ấy nha, nhưng lâu ngày rồi chưa chơi pizza nên là nó chắc nó cũng hơi nụi nghề tí. Cái này nhỏ nên hơi khó ngắm hơn so với bàn pizza thực thụ. Tuyệt được rồi. Nếu mà có một người bạn nào đó chơi nữa thì người bạn đó sẽ đánh. Có hai cây gậy để cho chúng ta chơi. Chúng ta phải ngắm bắn rất nhiều mục tiêu. Này đó. Để ra lên trên này được nha. Trụ nó có 1, 2, 3, 4, 6 cái chân trụ vững. Trên dưới này là bằng nhung, rất chi là êm ái. Thấy chưa? Thôi bây giờ mình sẽ ngắm viên số 6 này nha. Viên số 6 này sẽ vào cái lỗ kia. Đang dịch các bạn mua món này về chơi ở nhà rất chi là hay, giải trí. Và nếu mà có hai người chơi với nhau thì hợp lý hơn, bởi vì có hai người thì sẽ chơi vui hơn so với việc một người chơi. Chưa được. Đó, ok. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào bạn ơi. Nhanh lên nào bạn ơi. Yeah. Đó. Các bạn nếu thấy bộ đồ chơi pizza này hợp lý và hay thì các bạn hãy vào trang Zalo của nhà mình nha, 0972189398 để mua hàng nha. Rồi, bộ đồ chơi pizza này có giá 165.000 một bộ. Để chơi mùa dịch nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.